có tôn giáo nhiều, có giáo điều nhiều, nhưng mà mình không có theo mà, thấy không? À, Phật biểu mình con đừng có sát sanh, thấy không? Giới thứ nhất. Cho mình làm gì? Mình làm giống y hay là mình làm tương phản? Tương phản mà. À, đó nhiều người nói tôi đâu có sát sanh đâu mà cô nói vậy. Gà vịt ta giết sẵn rồi tôi ăn chứ. Không ăn uổng, hả? Không ăn là có người ta không có bán được ế hàng tội nghiệp họ. Cái lòng mình từ bi nó như vậy. À, nhưng mà quên Phật dạy sát sanh có hai loại mà. À, gián hoặc là trực tiếp giết, hoặc là gián tiếp giết, hoặc là thấy người đã giết mà hoan hỷ, hiểu không? Có nhiều loại lắm, cũng đều như nhau. Trong kinh Phật có nói, kinh Lăng Già đó Phật có nói rằng nếu mà mình không ăn thịt đó thì không ai giết, hiểu không? Cho nên vì mình ăn cho nên có người giết. Cái người ăn và cái người giết đó, hai người tội như nhau rồi. Phật nói trong kinh Lăng Già đó, có đọc kinh Lăng Già không? Không đọc. Tối ngày ông cứ biểu mình trì giới ăn chay, trời đất ơi nghe mà cực. Ha? Đời sống tự do mà ha. Ăn chay hẻm mình chi cho nó cực rồi. Thành ra chút nữa có còn cực thêm. Bây giờ mình không có chịu cực một chút, một đời đời kiếp kiếp mình cực thêm. Cho nên cứ luân hồi hoài. Bữa nay mình giết nó, mai nó giết mình, giết tới giết lui. Rồi giết nhiều quá thì nó đợi không kịp, nó biến thành chiến tranh. Rồi giết một cách lẹ một chút cho nó mau. Cũng như mỗi ngày người ta giết hằng hà sa số những con vật đó đang cung cấp cho thị trường đó. Một lần như vậy giết mấy ngàn mấy vạn con heo, con bò, phải không? Có một người nói rằng ông đi qua nước Mỹ đó, có một lúc ông đi ngang qua cái chỗ mà một cánh đồng trống đó. Đó, buổi sáng ông ra đi lái xe đi qua thì cái cánh đồng nó đầy những con bò đen đen đỏ đỏ đầy hết. Buổi chiều ông đi về sạch bách, đi vô lò hết rồi, nướng hết rồi, quay hết rồi, hoặc là ngồi những con vật đó đi khắp cả thế giới, đi khắp nơi trên nước Mỹ, ngồi trên mỗi cái bàn ăn đó. Tại nó cảm thấy cái sự sát sanh như vậy nó rất là to lớn, cái bằng mass slaughter. Thành ra mình đừng có hỏi tại sao có chiến tranh, không có Phật trời nào làm những cái tai nạn này cho mình cả. Tai nạn là của chúng sanh tự tạo lấy. Cho nên tôn giáo thì nhiều nhưng mà ít người được giải thoát, tại vì mình không có y theo cái lời của những vị giáo chủ chỉ dạy cho mình mà mình tu hành. Đừng nói tôi là đạo Phật tốt hơn đạo Công giáo, hoặc là Công giáo tốt hơn đạo Phật. Những người nào tốt á, là những người trì giới, y theo cái giới luật của đạo giáo của mình mà tu hành. Tạo hóa đưa ra rất nhiều tôn giáo để cho phù hợp với khẩu vị của mỗi người, hiểu không? Cái gì cũng là trời đất, trời Phật sắp đặt ra hết. Cho nên mình đọc trong kinh Phổ Môn, mình thấy nói Đức Quan Thế Âm Bồ Tát có hiện ra rất nhiều cái hình dáng để độ chúng sanh đó. Có khi Ngài hiện là người Bà La Môn, hả? Có khi Ngài hiện là người tu nữ, có khi Ngài hiện là người phu nhân, đại thần, hả? Đại vương, đồng nam, đồng nữ, vân vân và vân vân, để độ cho chúng sanh tùy theo cái trình độ của nó, tùy theo cái duyên phận của nó, phải vậy không? Cho nên mình đừng có nghĩ rằng tôi theo đạo này tốt, tôi theo đạo kia không tốt. Tốt hay không, coi cái phẩm cách của mình, cái cách ăn ở, làm người của mình, cái đạo đức của mình, phải không? Tại vì trong Kinh Thánh cũng có dạy mình đừng giết nữa nè. Cái luật thứ nhất là không được sát sanh, phải không? Nhưng mà mình không hiểu, mình nghĩ rằng không sát sanh là giết, không giết người thôi. Đâu có, Chúa đâu có nói không giết người đâu. Chúa nói không sát sanh thôi. Sanh nghĩa là có sanh mệnh, có sanh mệnh á, có nghĩa là sát sanh. Mình lấy đi cái sanh mệnh là kêu sát sanh. Chứ đâu có chạy nói con không được giết người đâu. Thì con không được giết thôi. Cũng như đạo Phật mình nói cấm sát sanh thôi. Hiểu không? Phật đâu có nói không được giết người đâu. Không, cấm sát sanh có nghĩa là cái gì cũng không được giết hết á. Có người hỏi cô không được giết rồi mấy cái cây cái cỏ mình ăn đó là mình cũng giết nó.
tự nhiên là mình bứt một cọng cỏ, không phải không 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 giống như là mình chặt một con gà, phải không? Nó khác nhiều chứ, nó khác nhiều. Nhiều khi mình bứt cái đầu của cọng cỏ rồi cái cọng cỏ đó nó còn mọc thêm ra, phải không? Mình cắt một cái cây ngò đó, hoặc là một cái cây cây quế gì đó, phải không? Mình cắt một cái cành ra, nó mai nó mọc 3-4 cành nè, nó còn giúp cho sự tăng trưởng của nó nữa. Nhưng mình cắt cái đầu một con gà, nó có mọc thêm 3-4 cái đầu không? Không có mọc. Cho nên hai cái sự, cái sự nó khác biệt rất là khác nhau, phải không? Hơn nữa cái thực vật nó có 90% là cái gì? Là nước đó. Cho nên cái sự cảm giác của nó không có mạnh, không có bằng những cái con vật. Vật nó có cảm giác nhiều, nhạy cảm hơn. Có người càng nhiều hơn nữa. Có người có trí khôn, có linh hồn, có trí huệ đó, có Phật tánh nhiều hơn. Nếu mình giết người tức là phạm tội lớn hơn. Nếu cô muốn học Quan Âm Pháp thì cô chỉ cho ha, để cô chỉ cho. Con đã trường trai đã 7 năm nay. Vậy tốt. Rất tốt. Quan Âm Pháp môn con đã thuộc lòng hết sư cô ơi. Quan Âm Pháp môn sao thuộc lòng được? Tại vì con đã tụng kinh mỗi sáng buổi chiều và con đã thuộc. Cái đó là tụng kinh Quan Âm chứ không phải Quan Âm Pháp. Mô Phật. Quan Âm Pháp là khác nữa. Quan Âm Pháp mình tu thì mình có thể nghe được những cái âm thanh của Phật đó. Thí dụ như trong kinh Phổ Môn có nói Phạm Âm Hải Triều Âm Thâm Bị thế gian âm. Nhưng mà cái đó có nghĩa là mình phải tu cái pháp Quán Âm Tịnh Thánh á, thì mới được tiếp xúc với cái thâm bị thế gian âm đó. Nên là Phật âm đó. Cũng như người Việt Nam mình nói tiếng Việt, thế gian mình nói tiếng thế gian, Phật thì có tiếng Phật. Nếu mình được tiếp xúc với Phật âm thì được nghe lời Phật dạy mỗi ngày đó, đó kêu là Quán Âm. Ai gì đó Phật. Dạ. Nếu mà cô muốn học cái pháp này thì cô truyền cho. Nên mẹ mới ra hiểu cho con để về gặp quan sư cô. Mẹ đã báo mộng cho con 10 ngày trước, mẹ hiện ra xác phàm, hiện hình hịch hình dạng như của sư cô, rất là đẹp đẽ. Mô Phật. Này cái pháp Quán Âm này nếu muốn học thì truyền. Dạ sao? Thấy Phật nào vậy? Thưa ngài Đức Phật Bà. Mình ráng tu hành thì tự nhiên nó bớt được những sự tai nạn hả? Có muốn ngồi thiền không? Khi nào mà cô truyền pháp đó, có muốn học thì lại học với cô ha. Dạ. Tự nhiên mình phải cảm thấy tinh thần thoải mái một chút. Mình không có cảm thấy cái sự gò bó của thân thể của mình nó quá sức chịu đựng của mình như vậy được. Nên nó bớt đi. Em hiểu cô nói không? Hiểu không? Chưa ngài cũng hiểu. Thấy Phật Bà Quan Âm hả? Dạ. Chứ tốt quá rồi. Vậy là có căn tu, có lòng thành lắm mới gặp được Phật Quan Thế Âm mà. Phật nói gì sao? Ngài nói hôm nay con sẽ được chữa được cái bệnh, hết cái bệnh con. Bệnh là bệnh tham sân si đó. Chữa hết bệnh có nghĩa là không còn sẽ trở lại thế gian bệnh hoạn nữa. Mà tu cái gì mà gặp được Phật Bà Quan Âm, sao biết cái đó Phật Bà Quan Âm vậy? Chưa ngài là Phật đã nói con là Phật. Phật có hào quang không? Dạ. Hiện nay có hào quang không? Thưa ngài có. Sư cô là một điện thoại của Phật. Nên sư cô mới hiện, mới gọi nên mới đưa sư cô về đến nước này. Để sư cô cứu độ chúng sanh. Như thế này, cô cứu nghe là chỉ cho cái phép Quan Âm, rồi mình tự tu hành lấy, mình tự cứu mình, đời đời kiếp kiếp không còn sanh lão bệnh tử nữa. Cái đó kêu bằng cứu bệnh. Cứu bệnh tốt nhất, hiểu không? Cứu bệnh vĩnh cửu nhất và an toàn nhất. Cái đó bệnh cô cứu được. Nhưng mà cô không biết dùng thần thông ngồi đây rồi hula hấp này kia rồi làm cho người này sáng người kia tối này kia cái nọ, cái này cô làm không được không? Cái này Phật không có biểu cô làm mà. Như vậy đi theo cô tu hành được hả? Bởi phép màu của sư cô quá cao nên Phật đã giao sắc lệnh cho sư cô để cứu độ chúng sanh.
Nên tất cả những ai có duyên phận với Phật Pháp, những ai có duyên phận với sư cô và mới báo mộng cho những người mà phải gặp sư cô ngày hôm nay, nên mới về đến hôm nay để gặp sư cô. Vậy là Phật, nếu được vậy thì tốt. Mẹ đã về bảo con phải ngồi, xin sư cô chỉ dạy cho con. Ngồi là ngồi thiền đó. Cái pháp thiền này sau này cô sẽ chỉ đó. Chỉ chung cho mọi người à, nếu người nào muốn học thì chỉ chung à. Hôm nay con cũng có duyên lành để đến để nghe sư cô thuyết pháp. Thì đúng ra chị cũng có một cái căn cơ, có cái tiền duyên với Phật Pháp, nên ngày nay chị mới được đến trước mặt của sư cô để nhờ. Đó là những cái điềm mộng mà bề trên thị hiện để dẫn dắt cho chị đến đây sửa trao tâm tánh cho lành, gắn lo tu niệm mới đạo thành, nghe không? Chứ mẹ đâu có đòi của, đòi vàng, đòi tiền, đòi bạc, mà lại đòi cao sang. Mẹ muốn ta phải sửa tánh tàn ngang, giữ gìn mà Phật Pháp màn ba trở về, bỏ ra tất cả bộn bề, phủi đời mà nhân thế trở về nội tâm. Trở về đây với Đức Quan Âm, từ bi mới cứu độ cho tâm có người lành. Chứ mẹ đâu ham của bạc vàng, mà đời vương thế ngày nay lạc lầm. Xin trên đuốc huệ mẹ lành, từ bi phụ xuống độ rành cho chúng sanh. Nhiều người thức tỉnh tu hành, chứ chỉ mê giấc mộng áo thành mà thôi. Căn duyên mấy hồi về đây, cùng chung để học đạo, hiểu rài nó Phật tâm. Nhờ trên sư Thanh Hải vô thượng thầm thâm, dắt dìu mà dân chúng quặng thâm đạo màu. Biết câu đạo quả cao sâu, trở về mà đuốc huệ mâu ni hạnh từ. Chứ đâu còn như dương thế thiệt hư, tham tài mà tham lợi tham rài nó dục sanh. Dương trần lắm kẻ lạc lầm, cho nên cứ hiểu rằng Phật Pháp chẳng có thầm thâm diệu quyền. Vì đời năm của nhiều tiền, muốn cho lòng được phí nguyền nó nội tâm. Nhưng nào ai có hiểu sâu thâm, tiền tài của thế là chỉ là giả trong một giờ. Máy bay vô thoáng mạng cơ, ngày sau làm sao nói bước về nói mẹ hiền. Tĩnh tâm mới đạt được quan thiền, mà từ bi bát nhã mẹ lái lèo đón đưa. Đưa người trong buổi thị trưa, có tiền từ mà Thanh Hải vô thượng thư dẫn đầu. Nam mô vô thượng thư Bồ Tát, Nam mô vô thượng thư Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Thưa sư cô, mỗi lần con đi nghe mà thuyết pháp á, tự nhiên trong người nó có một cái gì đó nó làm cho con người mình cử động, không hiểu tại sao. Có một lần con đi nghe một đức Phật sống ở vùng con ở, tự nhiên nó cũng có một cái điển lực thì nó làm cho con tự nhiên biến thành một, nhưng mình vẫn nghe người ta nói, nhưng mà cái tay chân mình đã cử động. Không hiểu tại sao. Tay chân cử động hả? Dạ, như chắp tay lại chẳng hạn, rồi đứng bàn thờ lại chắp tay lại thiệt là mạnh. Mà không có hết. Nó bây giờ đâu có đâu. Có, nãy mới có. Đâu có thấy chắp tay lại đâu. Có lại hả? Ví dụ lại. Như mình để cái tay tự nhiên, hai cái tay bắt chắp lên, rồi phát lại, cúi đầu. Chẳng hạn như vậy là tại sao vậy cô? Vì trong nhiều người đó, có người thì tự chủ được. À, có nhiều người thì bị một hai cái linh hồn khác họ nhập vô đó. À, những cái hồn này không có được cái bằng chánh đáng, hiểu không? À, nó xâm nhập cái thể xác của mình á, nhiều khi đi ra đi vô vậy đó, như một cái nhà có hai ba ông chủ vậy đó. Rồi. Cái ông chủ của mình á
ông chủ của nhà của mình là một người chánh đáng ha, nhưng mà cái người mà phi pháp ở tạm đó là cái người không chánh đáng ha. Cho nên thấy vị nào tu hành mà chánh đáng đó, họ sợ, họ sợ, hiểu không? Họ chô chắp tay lại như vậy, đó không phải mình lại, nhưng mà cái người mà ở không chánh đáng đó họ lại. Mình kêu bằng ma, có một số linh hồn không có được tốt đó, hiểu không? Cái người đó họ lại, cái linh hồn đó họ lại Phật, họ sám hối, họ biết họ tầm bậy như vậy đó, hiểu không? Vậy thôi chứ không có gì. Nhưng mà như vậy là cũng lành lắm đó, lành lắm. Biết lại là lành. Nếu mà nó đánh đá mình nó mới là dữ. Nó thấy người tu hành biết lại là tốt lắm, thì cũng không có gì trở ngại. Có thể là bà con anh em của mình lưu luyến mình đó, không có đi được đó, rồi cứ đi về lẳng quẳng vậy đó, hiểu không? Thì mình ráng cầu nguyện cho người đó được siêu thoát. Rồi mình tu hành thì họ tự nhiên cũng sẽ siêu thoát, họ sẽ rời đi, rồi mình cứ không có còn những cái hành động như vậy nữa. Rồi đó. Con hiểu tại sao người con nó lạnh mà thì cũng vậy. Muốn chấp tay lại thôi mà con, ý con trong đầu óc con không có muốn. Hiểu. Tại sao? Cái đó là người khác. Con cũng định có một cái đúng câu rồi, hỏi giống y vậy. Đó là một cái kêu bằng ngoại linh đó. Dạ, à, thống trị mình. Dạ. Nhưng mà cái chưa không phải là xấu. À, dạ. Biết thấy người tu hành biết lại là tốt. Dạ, vâng. Cảm ơn sư cô. Hay. Dạ. Thưa sư cô, hồi nãy sư cô có nói một cái xác mà có tới 2-3 cái linh hồn nữa cô. Cái đó hình như là hơi lạ. Ngoại linh đó. Ngoại như vậy linh. Là những cái linh hồn khác đâu phải là mình ha. Đúng. Thì cô nói nhiều khi bà con anh em hoặc là những người có duyên với mình họ xâm lấn bậy bại rồi. Lưu luyến mình, họ thích mình. Vậy có cách nào mà không cho họ vô mình không? À, có cách, có cách. Mình không muốn cho họ vô, họ chứ không vô. Như vậy làm sao hả sư cô? Mình phải tự chủ. Phải biết được cái chủ nhân ông của mình. Phải kêu cái ông chủ nhân của mình thức dậy. Khóa cửa. Muốn mở thì mở, muốn khóa thì khóa, gặp Phật thì mở. Tức là dùng bằng cái ý chí hả? Nếu dùng ý chí được thì càng tốt. Nhiều khi sợ những cái ngoại linh đó, kêu bằng những cái linh hồn khác đó, họ mạnh hơn mình đó. Nếu mình phải dùng công đức mới được. Thí dụ như mình tu hành đứng đắn, ăn chay, niệm Phật, hoặc là theo cô tu Pháp Môn Quan Âm đó, và những người đó họ sẽ được công đức của mình, họ siêu thăng, hiểu không? Chứ họ không lại bám víu cái xác trần của mình nữa. Như vậy theo là sư cô nói, nếu mà một cái linh hồn khác mà họ mạnh hơn mình đó, thì họ có thể nhập vô mình được, dầu cho mình không muốn. Đúng. Nhiều khi cái tâm hồn của mình nó hơi yếu đuối đó, hiểu không? Cái công đức của mình nó mỏng manh đó. Và cái nghiệp chướng của mình đối với người đó nó hơi nặng đó. Thế nên họ có quyền đi ra đi vô. Nếu như mà mình đối với người đó không có liên hệ gì về nghiệp chướng đó, hoặc là cái công đức của mình rất lớn, thì là không có ai vô được hết. Không ai vô được hết. Thì con hỏi xin thưa cô, ví dụ như Đức Mẹ Quan Thế Âm muốn hiện về xác của sư cô, Đức Phật Thích Ca hiện mượn xác của sư cô, thì sư cô có cầm được không? Cầm cái gì? Là cô, sư cô không muốn cho các ngài để về xác của sư cô để được cứu độ chúng sanh. Con xin lỗi sư cô. Cái vấn đề này nó khác. Cái này đâu phải là ma nhập. Cái này nó trường hợp khác mà. Như thế này nè, không phải là Phật nhập vô xác của cô đâu. Tất cả 10 phương Phật đều là một thể hết á. Phật Thích Ca cũng là Phật Di Đà. Phật Di Đà là cổ Phật Quan Âm. Phật Quan Âm tức là Ngài Đại Thế Chí, hiểu chưa? Cho nên các ngài nhiều lúc hiện cái hình này, nhiều lúc hiện hình kia, tùy theo chúng sanh thích cái hình nào thì hiện cái hình đó cho nó xem. Chứ không phải các ngài riêng biệt, hiểu chưa? Không phải Phật dùng xác của sư cô, không phải nhập đồng nhập cốt như vậy. Không phải như vậy đâu. Nó khác. Trường hợp này nó khác với trường hợp của quý vị kia hả? Rồi, hiểu chưa? Hiểu rồi hả? Thưa sư cô nói sơ lược về cách tu Quán Thế Âm. Cách tu Quán Thế Âm ha. Cái cách này nó không phải là dùng cái miệng mà nói được đó ha. Nhưng mà đại khái mình cũng có thể nói chút đỉnh vậy thôi. Chứ cái lúc truyền pháp thì cô không có nói mà. Kêu bằng thiền không có dùng ngôn ngữ đó. Cho nên cái lúc truyền pháp là hai người, cái người truyền pháp và người thọ pháp đều im lặng hết. Hiểu không? Không có dùng tay, dùng chứng, không có gì hết. Nhưng mà dùng kêu bằng vô tướng pháp mà truyền, dùng tâm truyền tâm đó, chứ không kêu như truyền tâm ấn. Khi mà truyền tâm ấn đó, tuy mặc dầu là truyền trong im lặng, nhưng mà cái người thọ pháp được khai ngộ, hiểu không? Sẽ được tiếp
xúc với cảnh giới của Phật, hoặc là ít nhất cũng thấy được Phật quang, hào quang của Phật, hoặc là những cái âm thanh của Phật, hiểu không? Như là đã nói trong kinh điển vậy đó. Thí dụ như trong kinh Pháp Hoa, phẩm Pháp Sư Công Đức đó, Đức Phật có nói rằng những vị Pháp Sư chân thật đó, kêu bằng đắc Pháp đó, thì cái dùng cái tai thường của mình thôi mà có thể nghe được tất cả những âm thanh ở trên trời, dưới đất, thiên đàng, địa ngục đó, mà không có hư nhĩ căn, hiểu không? Những cái âm thanh đó Phật nói ra rõ ràng, những âm thanh gì đó, bên ngoài, bên trong đều nghe được hết. Tại sao là có nghĩa nói là bên ngoài, bên trong nè? Tại vì bên ngoài mình có những âm thanh đó, bên trong mình cũng có nghe được những âm thanh đó. Mình không cần dùng tay mình cũng nghe được, cái kêu bằng âm thanh bên trong, hiểu không? Cái đó là sơ lược cái kết quả của Pháp Quán Âm nó như vậy. Nếu được truyền Pháp rồi thì mình có thể nghe được những âm thanh đó, hiểu không? Mình thấy được cảnh giới Phật, hoặc là mình thấy được hào quang của Phật, hoặc là mình biết được cái Phật tánh của mình là cái gì. Mình tiếp xúc được với cái bản lai diện mục của mình đó, hiểu chưa? Đó là cái kết quả của Pháp Quán Âm. Nhưng mà cái Pháp Quán Âm làm sao làm? Cái này không phải dùng ngôn ngữ mà nói, chỉ dùng truyền thôi, hiểu không? Truyền đó theo cái mở cái trí huệ của mình đó, tự nhiên mình đạt được. Không phải vì cái pháp nào hết á, cái bằng vô tướng pháp. Nhưng mà nếu cô nói không có pháp, không có Pháp Quán Âm thì mấy người ta nghe, người ta đâu có biết cái gì đâu, người ta nói, ít nhất cũng có phương pháp, hiểu không? Thành ra nói tạm gọi là pháp, nhưng mà thật ra cái pháp này là pháp vô hình vô tướng. Hiểu chưa? Cô chỉ nói được cái kết quả thôi mà không nói được cái pháp, tại cái pháp nó truyền trong im lặng. Kết quả là mình có thể khai ngộ, mình thấy được cái Phật tánh của mình biết được mình là ai, mình biết được Phật là như thế nào, hoặc là ít nhất mình cũng thấy được một ít cảnh giới của Phật, cái cảnh cao hơn mình một chút đó. Từ từ mình đi lên, từ từ mình hiểu được mình là Phật. Giáo ngoại biệt truyền, không cần kinh điển. Cũng như mình đọc cái thực đơn, không phải là thực phẩm, hiểu không? Thực phẩm nó không có trong thực đơn. Thực đơn chỉ là giới thiệu thực phẩm thôi. Mình muốn ăn thì mình phải kiếm ông đầu bếp, thấy không? Ông nấu, ông cái thực đơn đó, ông biến thành thiệt cho mình mới no được. Hey, như vậy đó. Thưa cô, nãy giờ chúng tôi trở lại cái vấn đề sát sanh á. Dạ. Dạ. Chẳng hạn như là trời đất sanh ra cái loài muỗi, loài rết hoặc là có hại đó. Dạ, dạ. Mình sợ nó hại mình là thành đó, mình giết nó như vậy. Đúng. Thì cũng có phạm, nhưng mà những con sinh vật đó nhỏ nhoi, cho nên cái tội của mình nó nhỏ. Nhưng mà nói là nhỏ không phải là không có. Tuy rằng mình ăn những cái thực vật nó cũng có tội nữa, cho nên mình phải tu hành dùng cái Pháp Quán Âm đó. Nếu mình tu hành thì tuy là những cái tội nhỏ nhặt như vậy, mình mỗi ngày mình ngồi thiền đó, dùng Phật Quang có thể rửa sạch, đổi cho họ siêu thoát được. Nhưng mà những con vật lớn thì không thể được. Nhưng mà tốt nhất là mình tu hành rồi mấy con đó nó tự bay đi hết. Nhưng mà quý vị theo cô học đừng có kỳ vọng như vậy, hiểu không? Nó có đi thì đi, không đi thì thôi. Chứ đừng có nghe cô nói như vậy rồi ô lật đật đi học, tại vì mấy con dán. Vậy cái lý tưởng mình nó nhỏ quá. Dạ.